Em xin chào tất cả quý khách hàng đến kênh Isuzu Club của em ha. Thì bữa nay em sẽ giao ra hai chiếc. Một chiếc này sẽ đi Đà Nẵng nè. Một chiếc phía sau thì sẽ đến Nha Trang Khánh Hòa. Thì chiếc này em sẽ tính đầu tiên. Thì em sẽ giao chiếc xe này đầu tiên cho quý khách hàng ở Nha Trang. Và em sẽ phân thẳng ra phía thành Đà Nẵng để hỗ trợ cho quý khách hàng giao cái con xe số sàn này luôn. Thì hai con này là bản một cầu nha quý khách hàng nha. Một cầu số sàn. Và con bên này là bản hai cầu số sàn. Đó, đây. Em bán nói chung này cái trong cái tháng này em bán giờ ra rất là xa. Ở đây bốn anh em đi nè. Bán xa lắm. Trong thời gian này thì cố gắng hỗ trợ cho khách hàng. Thì ở đây thì cái nắp thùng xe khách ở ngoài Đà Nẵng thì em ráp xong xuôi hết rồi. Có chìa khóa đồ các thứ em bỏ dưới đây nè. Đèn đồ các thứ ha. Ở phía sau là anh em chạy cái con xe hai cầu số sàn. Còn em thì em chạy con một cầu. Nói chung là cũng nhờ anh em hỗ trợ thôi. Đó. Để có một cái ngày giao xe thành công nhất. Hỗ trợ cho quý khách hàng. Thì nói chung là những cái chuyến đi em sẽ cập nhật cái tình hình mới nhất cho quý khách hàng. Thì hai con này nói chung là bản một cầu này với bản hai cầu đó thì nó cũng không có trên nhau nhiều đâu quý khách hàng. Tại vì nó trên nhau khoảng 10 hoặc 20 triệu thôi giữa hai con này. Hai con này nói chung cũng bằng giá. Ha. Một con về Đà Nẵng, một con sẽ về ở phía Khánh Hòa, Nha Trang. Rồi lát nữa em sẽ cập nhật cái tình hình cho quý khách hàng. Hiện tại là 12:20 ha. 12:20 ngày 12 tháng 8. Em chạy số trước kịp để tháng 7 âm lịch đó. Tại vì có những khách hàng người ta không muốn là mua cái xe trong cái ngày tháng 7 âm lịch nha quý khách hàng nha. Nếu mà trong cái ngày tháng 7 âm lịch đó, thì cái ngày người ta gọi là ngày 6. Mà tuần sau là thứ ba ngày tháng 7 âm lịch. Cho nên hả, em tranh thủ em gắn hai cái biển tạm T60 nè, hai cái luôn. Em làm ra biển số tạm để em chạy, em giao xe cho quý khách hàng để kịp cái thời gian tiến độ. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước lên xe và tiếp tục cuộc hành trình giao xe chạy 1000 cây số. Khi mà giao xe thì chúng ta sẽ gặp tình huống gì, em sẽ báo qua video clip nha. Rồi, em chuẩn bị xuất phát. Bốn anh em sẽ xuất phát lên xe ha. Em đổ dầu nhiêu đây vì quý khách hàng có thể yên tâm để em sẽ đón cái mức dầu từ đây mà ra tới Đà Nẵng thì sẽ coi bao nhiêu xa ha. Rồi, ok, em chuẩn bị xuất phát thôi. Em xin chào tất cả quý khách hàng ha. Thì em chạy từ lúc 12 giờ thì cũng gần tính 4 giờ sáng. Thì những anh em đang nói chung là nghỉ ngơi cho nó tỉnh ha. Em chạy khoảng 4 tiếng thì nói chung là cũng buồn ngủ quá. Tại tối thì thức khuya. Cho nên cũng tranh thủ giao xe cho quý khách hàng. Đây. T60 31541. T60 31542. Là hai anh em là đi sát nhau là từ lúc em ra tới từ Biên Hòa mà em bắt đầu em chạy về phía Bình Thuận ở Hàm Thuận Bắc. Thì cũng có vài chốt công an cho khách hàng nha. Nếu khách hàng đi đường tỉnh thì cũng chú ý một tí xíu. Còn bác nào đi cao tốc thì em không biết, nhưng mà đi đường tỉnh cũng chú ý thì cũng có vài chốt. Đó, đây là hai xe của nó ha, rất là đẹp luôn. Chạy khoảng từ 12 giờ đến 4 giờ sáng thì anh em tập trung nghỉ ngơi, rửa mặt tí xíu rồi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình ha. Để em đạp ra ngoài phía Khánh Hòa, Nha Trang và một chiếc ra về Đà Nẵng ha. Bốn anh em sẽ đi ra về Đà Nẵng luôn. Để em sẽ cập nhật tình hình thêm ha. Đó, thấy không, quý khách hàng nhìn thấy không? Ở bên trong xe thấy không? Ở bên trong xe thì cái bảng này là bảng một cầu, bảng tiêu chuẩn thì nhìn nó bắt mắt hơn nhiều. Những cái bảng kia thì nó nhìn cái củ số với chán lắm. Tại vì bảng hai cầu nhìn củ số không có cái gì hết. Ngay cả em nhìn em cũng thấy chán nè. Còn cái này là bảng một cầu. Số tự động braking. Ok đó. Đây. Thấy không? Còn này là bảng hai cầu nè. Em chuẩn bị giao đó. Đây.
Chán lắm. Không có màn hình. Đây mấy anh em còn chơi cái lo súp đi theo nữa nè. Đó, thấy không? Ghê. Đèn nó chung là không ngon. Đèn đốm cũng lu. Không gọi là ngon của cái thằng nha. Đây. Đó, thấy chưa? Rồi, ok. À, em sẽ tiếp tục hành trình, rồi lát nữa em sẽ báo tình hình cho quý khách hàng xem, coi cập nhật tình hình. Anh em nghỉ ngơi tí xíu ha. Rồi, à, bây giờ thì em cũng giao con xe về với tay khách hàng. À, anh chủ cực kỳ dễ thương tại Nha Trang ha. Anh chủ đang chở em ra ngoài thành phố Nha Trang, ngắm dạo một vòng Nha Trang. Đây, đây là cái thành phố ha. Nói chung là thành phố cũng rất là hoa lệ đó, rất là công nghệ cao tầng rất là nhiều nha quý khách hàng. Đó, bên em làm thì cái quy trình thì nó rất là dễ dàng, thoải mái cho anh em. Ví dụ như quý khách hàng nào, ví dụ như cần hỗ trợ từ xa hay là mua xe bất cứ đâu cần hỗ trợ thì cứ báo cho em sẽ hỗ trợ hết tận tay ha. Đó, anh khách anh đang chạy xe đây. À, hoa đồ cái thứ em chuẩn bị hết rồi. Đây, có Nha Trang rất là đẹp nha. Tí nữa em sẽ quay một cái đoạn clip mà quý khách hàng nhận xe để đăng. Thì em giao một con ở Đà Nẵng, một con ở Nha Trang, thì coi như Nha Trang đã hoàn tất. Thì con Đà Nẵng thì em sẽ quay một đoạn clip tiếp theo ha. Rồi, ok, cảm ơn quý khách hàng. Thì bây giờ em sẽ giao con hai cầu này số sàn về với tay khách hàng, anh khách bên kia. Nói chung là anh cũng không muốn quay hình nhiều, vì nói chung là mỗi người cái cá tính riêng nên em cũng không muốn quay nhiều. Thì con xe này đã được giao tới tay khách hàng, một niềm vui phấn khởi ha quý khách hàng nha. Ở đây là một cái nhà hát ở Nha Trang nha quý khách hàng. Nếu mà quý khách hàng nhìn một phát là, ví dụ như ai đi Nha Trang rồi quý khách hàng sẽ biết cái nhà hát này ha. Xung quanh đây rất là đẹp luôn. À, thấy chưa? Đây, anh khách anh đang quay hình rất là mua cái xe mới. Nói chung là chiều nay phải nhậu sớm thôi, chứ xe mới mà để không rửa để lâu nó xét rồi nè. Phải nhậu sớm nè. Đó, thấy không? Đây cái nhà hát ha. Rồi, ok. Thì em sẽ xin phép kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi kênh của em, và em sẽ ra những cái video trong cái lúc mà cần thiết nhất, là những cái hay nhất để dành tặng cho quý khách hàng, những cái đoạn clip chân thực, và em đảm bảo với khách hàng là không có những bạn kinh doanh nào hoặc là bạn sale nào có những cái hình ảnh hoặc là clip sắc nét chân thực như vậy ha. Rồi, ok, cảm ơn quý khách hàng. Nếu mà quý khách hàng nào có nhu cầu mua xe Isuzu D-Max bán tải 7 chỗ thì, hoặc xe tải, cứ alo cho em qua số 0349 311 440 ha. Em sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng giao xe tận nơi ha. Rồi, em cảm ơn quý khách hàng.